Ok, hai mọi người, hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp SCT Practice Test 10, phần toán có máy tính và bắt đầu từ câu 23 trở về sau nha mọi người. Lớp mình có 4 người. Ok, let's do this one now. Các bạn được cho cái bảng như sau. Some x values of x, some values of x in and their corresponding values of y are shown in the table below, where a is a constant. If there's a linear relationship between x and y, which of following equations represents relationship? Bây giờ nó cho những giá trị x và giá trị y tương xứng của nó trên cái bảng trên đây. A nó là một cái hằng số nào đó. Thì nếu mà có một cái mối quan hệ mà đường thẳng theo kiểu y bằng x cộng b á, giữa cái x và cái y này, thì cái nào sau đây, phương trình sau đây sẽ đại diện cái mối quan hệ này? Thì mình phải thế vô mình thử thôi à. Ok, let's try this one. Thế vô thử, nếu hai bên nó bằng nhau là coi như đúng. Just have to, you know, select a value and put it there. If it's correct, then it's good. Nhưng mà phải nhớ là một đường thẳng nó phải đúng khi mà có hai điểm ít nhất nha. Phải thấy hai điểm ít nhất. You have to substitute at least two points to make the right linear function, okay? So how do you know it's D or A? A, right? You said A. Okay, thế nó vô thử xem. X is equal to 0, so A will be equal to A, yes. Nhưng mà phải thế những điểm khác vô thử nữa nha. Have to try the other point, like let's say 3A here. Minus 2A. Yeah, it's A, correct. It's A, very good. Đúng rồi, thế hai điểm vô mà cái đường A này nó đã là đúng rồi. The other ones will not be correct. Mấy cái còn lại nó xong đúng thôi. Okay, 23A, correct. Okay, very good. Let's continue to this one. 24 nè. So, this is the number of people who voted. And you have a scatter plot above. Okay, please read it. Okay, you said B, right? Okay. Mà người ta tìm là cái equation, cái phương trình của cái the line of best fit là cái đường này. Thì well, let's see now. Đường đi lên phải không? It's going up. Cho nên cái hệ thống slope, cái slope của nó, cái mà độ dốc của nó phải là số dương. So it has to be B or D, right? Nhưng mà cái nào? Let's see. Nếu mà bây giờ mình thế vô thế vô một giá trị là x bằng 120 đi, y bằng 60 không? Nếu mà x bằng 120 thì nhân cho 0.5 nó mới bằng 60. Thế một giá trị khác, ví dụ như là x bằng 160 đi thì y bằng 80 không? Thế vô nó cũng đúng luôn. Suy ra được là câu B. It's B, right? All right, let's go to 25 now. 25, please. Nó chỉ hỏi là cái tọa độ x của cái chỗ mà nó cắt nhau giữa của hai điểm xy của hệ này thôi. Thì mình giải phương trình mà tìm x, right? Thì bây giờ cái bên trên là mình thấy trừ 1.5, cái bên dưới là 0.5. Nếu mà mình nhân 3 lên cái vế bên dưới này thì là cái y nó sẽ là 1.5 luôn. Mình cộng với cái chữ bên trên nó sẽ mất y, mình chỉ còn x thôi. Cho nên nếu mà cái bên dưới này nè, cái bên dưới này mà nhân 3 lên nó sẽ ra được là 4.8 x cộng cho 1.5 y bằng trừ 3.9. Xong lấy hai cái cộng nhau, cộng nhau lại nó sẽ mất, nó sẽ ra được là 7.2 x bằng trừ 3.6. Cho nên x sẽ là bằng trừ 3.6 chia cho 7.2 là 36, nó là trừ 36 chia 72 á, nó sẽ là trừ 0.5 này phải. Yeah, 0.5, right? Exactly, it's minus 0.5. A, correct. Okay, number 26.
26 ra là câu D, phải không? Ok, 26D. Correct, I think. Yes, exactly. 26D. Ok, let's continue now. 27. Ok, 27A. Value of F3X trừ 2 là bằng trừ 4, phải không? Correct. 28, please. It's a huge question. Oh my god. Rồi, cho 4 cái graph như sau. Ok. Cái nào có thể đại diện cho cái phương trình bên trên nè. So this is the equation. Ok, bây giờ mình nhìn cái graph thì nó cho là như vậy nè. 3x cộng cho x trừ k. Thì nếu function f được định nghĩa bên trên thì nếu k là một cái số thực, một cái số mà positive integer, một số thực dương, thì suy ra được là một điều gì các bạn? Cái số x nó cũng phải số thực dương luôn. Tại vì x trừ k này nè, cái tích số này nó nhân nhau, nó bằng 0, nó ra cái nghiệm. Tức là một cái chỗ mà nó cắt trục x á, nó sẽ ra được là một cái giá trị là trừ 3 cộng 3, thì cái này nó mới ra bằng 0. Để nó nhân ra cái fx bằng 0, suy ra được là nó sẽ cắt trục x ở một cái chỗ mà nó là trừ 3, là cái chỗ này nè. Còn một chỗ nữa thì là nó cũng phải dương luôn, nó phải một cái số dương nào đó. So trong tất cả mấy cái này á, nó có mỗi cái A với cái D là nó có một cái chỗ trừ 3. Nhưng mà có một điều như sau: khi mà các bạn nhân hai cái này, hai cái tích số này vô nhau á, nó sẽ ra được là x bình phương, một giá trị dương, chứng tỏ nó sẽ là một cái đường parabol mà nó chỉ lên hay chỉ xuống. Hả các bạn? Chỉ lên. Tức là nó sẽ làm sao? Câu D mới đúng nha. Cái graph mà nó có x bình phương, nó có một cái hệ số x bình nó là dương như vậy, nó sẽ mở ra bên trên, tức là nó hình chữ chữ U á. Và nó sẽ mở xuống dưới, tức là nó hình cái chữ U úp ngược á, nếu mà cái hệ số của cái x bình phương nó negative. Cho nên là trong trường hợp này x bình phương positive nè, nó tích cực, nó dương. Tức là nó sẽ cái kiểu mà mở chữ U giống vậy mới đúng nè. Cẩn thận nha. Parabol hình chữ U này, tại vì mình hồi trước mình học cái chữ U này là đầu tiên nè, là cái hệ số x bình nó dương, xong rồi mới học hệ số là x bình phương là nó âm, thì là nó sẽ úp ngược như vậy, chữ U ngược. Ok, so you know it's D, ok? Nếu hệ số của x bình phương là dương thì sẽ là đường parabol hình chữ U, còn nếu âm thì sẽ là đường parabol hình chữ U ngược, hình chữ U ngược lại. Just remember this one. Okay, so next one we have 29. Câu D phải không? Vì nó hỏi là cái ý nghĩa của số 1.88 này trong cái context này là gì? Thì đương nhiên nó sẽ là cái gì đó mà nó thay đổi theo một đơn vị thời gian nào đó. Nó sẽ là một cái sự gia tăng sắp xỉ về cái chiều cao của người đàn ông này, tức bằng inches. Cho mỗi một cái sự gia tăng 1 inch của cái xương femur. Xương femur là cái xương mà ngay xương đùi á các bạn. Cái xương bự nhất cơ thể, cái xương dài và bự nhất cơ thể, cái xương đùi femur. Isn't it? Correct. It's D. 30. B phải không? Góc B là bao nhiêu? Ok, AD song song BC, CD thì bằng một nửa của AB.
Quadrilateral là cái hình mà nó có nó hình giống như hình bốn bốn cạnh như này. Thì hai này song song nhau. Ok. CD bằng một nửa AB. Ok. Thì góc B là bao nhiêu? Đương nhiên là nó phải lớn hơn 90 độ rồi. Of course it has to be more than 100 and more than 90. But then cái base, okay, so how do you do this one now? You can see A is correct, okay? Câu 30 là A nha. Một, nó ghi là một đoạn có thể được vẽ bên trong cái tứ giác ABCD này từ cái điểm B đến điểm điểm F, không được show ra trên cái segment AD. Để mà làm sao? Để mà cái segment BF nó vuông góc với cái segment AD, tức là làm sao? Từ cái chỗ này mình vẽ một cái cạnh vuông góc nè, với là cái AD này nè. Nó gọi cái chỗ điểm này là điểm F nè. Và sau đó là cái gì? Nó sẽ tạo ra cái hình vuông FBCD mà FB sẽ bằng CD. FB sẽ bằng CD tại hình vuông mà. Nó cũng không hẳn là vuông nữa. Nó là cái hình rectangle. Ok. Ok, hình vuông đi. Nó sẽ tạo được cái right triangle ABF mà FB bằng nửa AB. FB bằng nửa cái AB này nha. Và như vậy thì mình có thể thấy được điều gì? Nếu mà một cái acute angle, một cái góc mà nhỏ nó ở trong một cái tam giác vuông á, mà nó có góc đo là 30 độ đi. Nếu và chỉ nếu một cái cạnh đối diện với góc này là một nửa độ dài của cái cạnh huyền của nó là cái kiểu mà tam giác đặc biệt á, 30, 60, 90 á. Cho nên là cái góc mà ABF này nó sẽ là 60 nè. 60 cộng 90 là 150. Cho nên câu A mới đúng nha. Mọi người có hiểu cái cách làm bài này không? You understand this one? Bây giờ nếu mà vẽ một cái điểm B nằm trên AD đi. Để mà BD nó vuông góc với AD thì suy ra được cái này nó sẽ là hình vuông. Và cái cạnh BF nó sẽ bằng chính xác với cạnh CD luôn. Và BF bằng một nửa cạnh huyền AB nè. Nó sẽ tạo một tình huống đặc biệt. Đó là trong một tam giác có một góc 90, 60 và 30. Suy ra cái góc ABF sẽ bằng 60 độ. Nó cộng với lại cái góc vuông trên đây nữa. Để tạo thành cái góc đo độ của cái góc B bình bự này nè. 90 cộng với lại 60 nó sẽ bằng 150 nha. Chứ không phải 135 đâu. Ok. 31. Ok, số 6 phải không? Ok. Yeah. Maximum number of whole oranges. Số lượng tối đa của những cái trái cam còn nguyên mà cậu có thể mua được. Là 6, chính xác. Very good. Ok, 32. Đương nhiên là 146 rồi. Một góc là 34 độ thì hai góc còn lại cộng lại nó phải là 180 trừ cho cái góc này 34 nó sẽ ra được 146 độ thôi. It's gonna be 146. Ok, 33 please. Exactly, nó tính min thì nó cứ lấy nguyên năm số này cộng lại chia 5 ra mà nó bằng 1600 thì mình sẽ tính được giá trị của x nó chính là 2500 thôi. Tìm ra được lại là 2500. Ok, very good. 34. Y bằng 34 đúng không? Y bằng 34 đúng không mọi người? Ok. Correct. Ok, let's go to the next one. It's getting harder now. 35, please. Ủa vậy cuối cùng là 2.5 hay là cuối cùng là ủa cuối cùng là 2.5 hay là 5 vậy Phượng? 2.5 phải không? Nếu mà cái phương trình này nó có infinitely many solution tức là vô số nghiệm thì giá trị của B phải bao nhiêu? Thì cái giá trị A nếu mà hai cái này á hai bên nó tương xứng nó bằng nhau á thì nó phải xảy ra một điều đó là 4 bằng A
và a nhân b nó phải bằng cái 10 này, nó ra vô số nghiệm. Nhưng mà 4 bằng a đi thì là a nhân b bằng 10 thì b sẽ bằng 10 chia 4 bằng 2.5. 2.5 36. 2.5 hay là 5 phần 2 cũng được nha. You can write 5 over 2 or 2.5, up to you. So 36 now. Sure là C bằng 0, mọi người cẩn thận. Câu 36 là đáp án đúng là 25 phần 4 nha. Hoặc là 25 chia 4, hoặc là nó ra cái gì đó. Bây giờ nó nói là nếu mà một cái đường thẳng á, nó cắt một cái đường parabola là một điểm, và cái tọa độ của cái điểm mà cắt đó nó phải mãn nguyện cái phương trình của cái đường thẳng đó và cái phương trình của cái parabola luôn. Từ khi cái phương trình của cái line này là y bằng c đi, và c là một cái hằng số đi, thì nó là một cái đường ngang nào đó, một cái đường song song với trục x nào đó, một cái đường ngang nào đó. Và cái tọa độ điểm y của cái chỗ mà cắt nhau đó, nó bắt buộc phải là cái c. Thì nó sau đó mình thấy nó sẽ theo là một điều là mình thế cái c cho cái y vào cái phương trình của đường parabola, là nó sẽ dẫn đến một cái phương trình đúng là c bằng trừ x bình phương cộng 5 x. Nếu mà mình subtract c từ cái hai bên đi, chuyển c quanh đây để cùng nó ra được là này, thì cái nghiệm của cái quadratic equation này nó phải làm sao ra được có một nghiệm duy nhất thôi, right? Mà nếu mà cái này một nghiệm duy nhất đi thì cái b bình trừ 4ac á, của cái này nó không phải bằng không luôn. B là trừ 5 bình phương là 25 nè, trừ 4a là 1, c cũng là c luôn. Suy ra được 25 trừ cho 4c bằng không, suy ra được là c sẽ bằng 25 phần 4, đúng không mọi người? Cẩn thận nha, nó không phải bằng không đâu. It's not zero, careful. Nó bắt đầu hết sai đó. Ok, question 37. Mình sẽ cần cái thông tin này để trả lời hai câu này thôi. Ok, 37. Rồi 22.93.33 phải không? Nó kêu là làm tròn cái câu trả lời đến cái con số mà nguyên con số thật, con số mà nó tròn trĩnh gần nhất thì 37 2.93 nha, tròn là 2.93 nha, whole number nha, cho nên là mình sẽ không lấy cái số thập phân, mình sẽ lấy 2.93 thôi nha. Ok, câu 38. Ok, câu ra 9 giây đúng không? Thì mình lấy cái half a mile là một nửa dặm, tức là 500 0.5 dặm á. Nó chia cho cái maximum speed là 200 miles per hour, xong rồi nó ra được bao nhiêu giờ mình phải tính ra giây đó nha. Ok, thì là 9 giây đúng rồi. Lấy 0.5 dặm chia cho cái 200 này nó sẽ ra được là tính bằng hours. Thì là 0.0025 giờ, 1 giờ là 3.600 giây, thì nhân cho 3.600 nữa nó sẽ ra được là 9 giây. Very good. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi như là xong cái SAT Practice Test 10 này, thì chúng ta qua một cái Practice Test khác nha mọi người. Test 9 please. We can try that one. And then answer explanation here. Ok, làm phần toán không máy tính trước đã. 20 câu. Ok, let's do these things. Ok, let's see nào. 4 câu đầu chắc không sai đâu ha. I don't think the first four questions you get it wrong, no, I don't think so. Cái câu số 3 là bao nhiêu mọi người? Cái câu này sau đây đúng về cái graph của equation này, trong mà phần xy mình biến đổi nó thôi. Biến đổi thì là biến cái 3x này qua bên phải, nó sẽ là 2y bằng 3x trừ 4. Xong rồi chia 2 hai vế.
Nó sẽ ra được một cái slope là slope dương. Một cái slope dương. Tại vì cái bar x này qua đến thành dương rồi. Và intercept qua intercept là cái điểm mà nó cắt trục y thì là x bằng 0. Nếu mà x bằng 0 thì là lúc đó y nó sẽ là bằng trừ 2. Tức là nó là một cái negative y-intercept. Cho nên là câu 3 là câu D thôi à. Let me just... Câu 3 câu D đúng rồi. Câu 4 là câu... Câu 4 là câu A. Là cái h bằng 8s cộng 15 á. Alright, câu 5 các bạn. Let's do number 5 now. Ok, cái câu số 5 này làm sao nè? Câu số 5 ra đáp án C. Từ khi mà nó nói là từ khi cái biến h nó đại diện cho cái số lượng tiếng đồng hồ mà cái công việc này nó cần phải làm, thì cái hệ số h 75 này nó đại diện đại hệ số của h 75 này đại diện cho cái số tiền mà cái người thợ điện này họ charge trên 1 giờ tính bằng dollar, sau khi một cái mức charge mà một cái mức phí mà cố định ban đầu là 125 đô, thì người ta cho trước là cái người thợ điện này làm việc 2 tiếng đồng hồ lâu hơn trong cái công việc của Miss Sanchez so với lại trên công việc của Mr. Roland. Vì thế cái tiền additional charge nó sẽ là 75 nhân 2 chứ bằng 150 đồng. Well, nó có những cách tiếp tiếp cận mà thay thế khác nè. But I think you don't need that. Rồi mình làm câu 6 đi mọi người. À thôi, hai câu này để bữa hôm sau mình làm đi ha. Bữa hôm sau thứ ba mình làm đi. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also follow, press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.